Dạ xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đã đến với kênh Thiên Nguyễn Audio Hải Dương và đã dành tình cảm cũng như là những cái lời động viên cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hôm nay thì tiếp theo những cái sơ di của những dòng radio sưu tầm thì hôm nay chúng tôi xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một con xin lỗi hai con radio quân đội được đến từ tập đoàn Natala Panasonic, và hai con này nằm trong top hot hot nhất, và đặc biệt thì hai con này nằm trong top hoa hậu của những dòng radio sưu tầm. Và hai con này nó hot ở mức độ nào và nó có những cái điểm gì đặc biệt thì tôi xin phép được dẫn dắt dần dần để các bác có thể cảm nhận được cái tại sao những cái sản phẩm này đều được nhiều người quan tâm và sưu tầm đến như vậy. Vâng, thời tiết hôm nay thì khá là mưa phùn các bác nhá. Đây, trước mắt các bác thì đây tôi đang muốn giới thiệu các bác và anh em hai con radio quân đội. Hai con này thuần chủng là radio các bác nhá, không có cassette. Các bác có thể nhìn thấy đấy ạ, về cơ bản hai anh em này nó nằm trong top hoa hậu, để tôi đánh giá thì nó có thể đẹp đến tầm khoảng độ 97-98% các bác nhá. Tức là mình gần như không tìm được ra những cái lỗi lầm nhỏ trên nó, mặc dù thì sản phẩm đã sản xuất cách đây hơn 50 năm rồi, thế nhưng mà để nói có những cái sản phẩm được đẹp, được hoàn mỹ như này thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì vậy là tôi sẽ xin phép được quay chi tiết, và tôi sẽ có một cái đoạn cuối video mở ruột cho các bác xem. Đây là những con rất xứng đáng để sưu tầm, và ai là những người sưu tầm những con này thì là những người thực sự là may mắn cũng như là đã tuyển chọn được những em hoa hậu về nhà. Đây, đầu tiên các bác có thể thấy đây ạ, đây đó là em Latina Panasonic có model là ZF1180 các bác nhá. Hai em này thì đều là dòng sóng radar hết các bác nhá, đều là sóng radar. Và em này thì sử dụng tất cả là trên 6 băng sóng các bác nhá. 6 băng sóng bắt được full tất cả các đài trên thế giới. Và hai em này đều là FM full 108. Em bên cạnh này thì quá quen thuộc rồi, đó là con ZF877. Và tí tôi sẽ dẫn dắt cho các bác thấy tại sao những dòng này sóng nó khỏe và tại sao dòng này sóng nó hay, tiếng nó hay. Bởi vì hai con này đều sử dụng loa bát toàn giải các bác nhá. Loa bát toàn giải là loa bát có phễu ở giữa đấy ạ. Loa bát toàn giải. Và những con này thì cái chất lượng về máy nó làm thiết kế rất là đẳng cấp, hoàn toàn là sử dụng bằng tụ xoay không khí. Chính vì vậy nó siêu bền các bác nhé. Cả hai con này đều sử dụng được tụ xoay không khí. Và tụ xoay không khí như thế nào thì tôi sẽ có những cái video tôi nói thêm và nói kỹ hơn. Thực ra thì tụ xoay không khí tôi đã có quay trên rất nhiều các cái video tôi đã có nói rồi, thế nhưng cũng nhiều bác không để ý thôi. Đây, tôi sẽ quay chậm để các bác tiện theo dõi. Đây là em 87 các bác nhá. Về cơ bản em nó thì giữ được quá mới. Đây là sóng radar các bác này. Đấy, sóng radar này. Đây như sóng radar nhé. Mặt hoa da phấn, không tì vết luôn, em nó quá xinh gái. Các bác thấy không? Chữ còn trắng phau mới tinh. Mặt sóng trong vắt các bác nhá, không một tì vết nhỏ luôn. Đây. Các bác để ý tinh nhá, tôi cũng đã hướng dẫn rất là nhiều rồi, những cái con nó đẹp thì các bác có thể nhìn những cái ổ đây này, những cái ổ đây này nó phải mới và trắng thì tức là cái máy bên trong nó mới mới. Đây. Phía sau sản phẩm của con này. Và đây là model sản phẩm các bác nhá. Giờ F877. Thằng Man Japan các bác nhá. Đây các bác thấy không? Những cái ổ đó này. Em này thì có cả các cái chế độ để được vào được ra các bác nhá. Đấy, ổ này. Nó trắng phau như này thì nó mới đẹp được các bác nhé. Còn những cái ổ này mà nó đã đen xì, nó han dỉ rồi, xin lỗi các bác là con cái máy nó cũng sẽ cũ theo cái sản phẩm của nó các bác nhé. Và đây là cái điều các bác rất quan tâm, đó là cái phần sơ đi sản phẩm. Em này thì còn nguyên cả tay nghe. Con này thì đây các bác này, đấy các bác này, còn nguyên cả tay nghe nhé. Và đây là sơ đi sản phẩm các bác này. Đấy, 45231. Em này thì sơ di nó lại nằm ở đấy các bác nhá. Con này thì vẫn còn pin nguyên của nước ngoài, pin Nhật. Đây tai nghe của nó, tai nghe xịn các bác nhá. Và đấy là cái chỗ để tai nghe của nó này. Đấy. Con này thì tôi lại chưa có bắt ốc. Và ốc của nó thì tôi đã tháo ra rồi. Để tránh tình trạng mất thời gian của các bác thì tôi đã tháo ốc của nó ra rồi. Và đây là ốc của nó các bác này. Đây ạ, ốc của nó đây. Đấy, mới tinh luôn các bác nhá, ốc zin của nó. Đây là ốc zin các bác nhá.
Tôi đã tháo rồi. Bởi vì là em này thì nó lại rất là tháo nút nút ra thì mới ra được các bác nhá. Đây chính vậy là toàn bộ các bác nhìn tinh đằng sau là không có lắp ốc của tí gì. Tôi chỉ gá vào để tôi thử cho các bác thôi. Và em này thì nếu như tôi đánh giá thì gần như là toàn vẹn hết tất cả những cái yếu tố cần thiết nhất của một cái da liệu cassette. À xin lỗi, một cái da liệu quân đội. Quá đẹp luôn, đúng là hoa hậu chứ này, cái đít cũng đẹp. Ok, đó là con này. Và em này đây các bác này. Các bác có thể thấy đấy, các cái chi tiết của em ở đây. Đây các bác nhìn tính cái ổ này. Đấy, cái ổ này của nó phải mới, đúng không ạ? Đấy. Chứ còn những cái này mà ổ nó cũ quá thì đương nhiên là tức là nó bị máy bên trong nó cũng sẽ cũ theo. Đây các bác này. Anten đi hết các bác nhé. Đây phía sau này. Các bác nhìn tinh cái ổ tiếp giáp của nó này, đấy, nó còn mới này, không có oxy hóa một cái gì hết các bác nhé. Đây em này thì tôi bắt ốc rồi. Đây các bác này, đây là model sản phẩm các bác nhé, 1180 6 bằng sóng, hàng Made in Japan các bác nhé, hàng Made in Japan xịn. Và đây là cái series sản phẩm các bác nhé, hai em này đều chạy pin. Đây 45417, em này chạy 6 quả pin các bác nhé. Các bác nào mà khu vực nào mà khó mua pin, các bác có thể mua cái này, trung tâm sẽ bán cho các bác có thể chạy pin tiểu và có thể dùng cái pin nạp luôn các bác nhé. Đây là cái rất hay, đây là những cái khu vực nào mà các bác khó khăn với mua về pin. Bởi vì hai em này đều là chạy pin xe C hết các bác nhé. Ok, đó là chi tiết của sản phẩm đã được quay rất là kỹ càng. Bởi vì là những cái sản phẩm này tôi cũng rất mong muốn rằng các bác là những người sưu tầm sản phẩm này, các bác phải được xem cặn kẽ, bởi vì rất nhiều các bác thì ở xa không thể nào mà để mua một cái đài nhỏ mà có thể đến tận nơi được. Đấy, chính vì vậy là các bác phải được quay rất là kỹ lưỡng để mình bỏ cái đồng tiền ra nó phải xứng đáng các bác nhé. Đây tôi sẽ tiến hành test cho các bác luôn này. Thời tiết ở ngoài trời hiện tại thì đang có mưa phùn, ở phía Bắc bắt đầu chuyển sang mưa phùn rồi các bác nhé. Trời có vẻ là chuyển rét rồi, có vẻ là chuyển đang chuyển từ thu sang đông rồi. Mặc dù thời gian thì chưa thể tới đông được nhưng mà thời tiết đang có vẻ chuyển mùa. Ok, tôi xin phép được test hai em này, bởi hai em này đang là chạy pin hết các bác nhé. Như vậy là để test này các bác sẽ trải nghiệm cái âm thanh của nó thực sự như thế nào. Đây, đầu tiên tôi sẽ test sang cái con 87 trước các bác nhé. Các bác để ý tinh là những cái con này đang không có đưa, không có sử dụng anten lên. Các bác nhìn tinh này, đây là cái anten của nó, mình chỉ đưa lên thế này thôi nha các bác nhé. Hai con anten chỉ đưa lên như vậy thôi, tức là không kéo lên mà chỉ đưa cái cần anten lên thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy, chỉ đưa cần anten này của nó lên như này thôi. Chứ mình không sử dụng anten. Đấy, thì cái sóng rất là tốt. Ngoài trời thì hiện tại bây giờ đang rất là mưa. Cho nên là nó có những cái hiện tượng bắn các cái bẩn vào đài quay. Tôi xin phép lau qua tí. Bắn vào thì không sao. Đây, tôi sẽ test luôn các bác này. Đây, hai em này đều là không kéo anten lên, các bác nhìn tính chưa? Tôi xin lỗi các bác nhé. Chờ tay. Đây. Không kéo anten lên các bác này. Đấy, anten chỉ có cổng lên rồi, hoàn toàn không kéo lên các bác nhé. Tức là can keng này chỉ là gật lên để mình rút cần, cần nó có thể xoay được như thế. Cả hai cái đều thế các bác nhé. Không có kéo anten lên. Để tôi test các bác chất lượng âm thanh của nó xem mức độ như thế này là như thế nào. Đây, đầu tiên là em này các bác nhé. Đây là nút bằng nguồn. Quá trình phục hồi vết thương, người bệnh cũng có thể dùng gừng tươi để chữa viêm tủy răng. Trong thành phần của gừng tươi chứa nhiều dưỡng chất vitamin, kháng viêm, diệt khuẩn cao, nên có thể dùng nước gừng xúc miệng trong thời gian dài để giảm tình trạng đau nhức do viêm tủy răng. Hành tây cũng có khả năng sát khuẩn và giảm đau nhanh chóng. Bổ kinh hoàng, tạo dáng tạo thế các loại cây cảnh cho người trong làng. Anh Nguyễn Như Hải, một người chơi cây thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, nói. Thực ra là nhà vườn của anh Thắng đây thì cũng là một trong những nhà vườn tiêu biểu của xã Bách Thuận. Vâng. Để nói
mẹ, mẹ sẽ rõ. Em chào chị. Ơi, cậu đến sớm thế. Em đến trước để bàn với chị ít việc. Khi mua. Vâng. Nó là lo toàn giải, tiếng nó rất hay các bạn nhé. Nó là đài cuối cùng các bác nhé, bởi vì hai con này đều là FM full 108, thì cái đài phương Tây là đài cuối cùng, là ở phía đồng bằng sông Hồng nó có. Ok, bắt được full cái đài luôn các bác nhé. Nếu bị loãng xương ngoài canxi thì người bệnh vẫn cần sử dụng thuốc đặc để trị. Nói chung con này bắt sóng thì tuyệt vời rồi các bác nhé. Ok, đó là băng sóng chung các bác nhé. Tôi sẽ bật các bác cái băng sóng ngắn đây ạ. Sóng ngắn đây. Sóng ngắn sẽ bình thường các bác nhé. Sóng ngắn sẽ bình thường luôn. Đây tôi sẽ thử cái sóng chung các bác này, là cái sóng các bác hay nghe này. Hành trình xanh. Các bác để tin nha, cái sóng radar nó có cái hay nhất là các bác cứ để cái hướng đài hướng nào cũng được, nó đều chuẩn tiếng hết luôn. Đây ra thử để các bác sẽ thấy như nào sóng radar này. Chuyển rừng 25 hecta đất bãi bồi được tái sinh thành rừng ngập mặn, có phần bù đắp lại cho phần diện tích rừng ngập mặn bị tàn phá. Sóng sôi đúng không? Chuyển đổi thành các đầm nuôi tôm đã được triển khai tại Cà Mau. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án trồng cây hướng tới net zero do Bộ. Đây là sóng radar các bác nhé, rất hay đấy. Phối hợp cùng công ty sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức. Với tổng diện tích lên đến hơn 63.000 hecta, rừng ngập mặn Cà Mau trải dài 6. Đây là sóng radar nó hay như thế các bác nhé. Phú Tân, Trần Văn Thợ, U Minh. Nằm trong khu. Dạ vâng ạ. Cái cậu mợ định đầu tư gì mà vội vàng thế ạ? Chỉ đầu tư mấy cái sản phẩm, nói chung nhiều thứ lắm. Cái này phải đến thực địa mới rõ được. Cái cậu cũng chẳng biết miêu tả thế nào cho mày hiểu nữa. Đó. Tất cả các cái băng sóng nó chạy hoạt động bình thường các bác nhé. Không là To nhỏ rồi chỉnh check bát rồi cái này nó có thêm một cái chỉnh độ lợi các bác nhé. Đây này, cái nút này nút chỉnh độ lợi này. Để những cái đài xa nhé thì là mình sẽ chỉnh được cái mức 2 này, tức là mức cao đấy. Thì là nó sẽ bắt được những cái đài xa. Đấy là những, đặc biệt những dòng có đội hàng chất lượng thì nó bao giờ có nút này các bác nhé, thông thường như thế. Đấy. Là cái đài riêng, cái này chỉnh cho băng sóng chung và băng sóng ngắn các bác nhé. Đấy, thì hai con này đều có cái chức năng này hết các bác nhé. Thế còn ngoài ra thì đây là cái chức năng lâu lớt, tức là cái chức năng để kích bát, đưa thành bát lên. Xinh đẹp các bác này. Giảm bát này. Đúng như mong muốn của con gà. Còn cái này thì là vừa là chức năng của AFC, vừa là chức năng của DX các bác nhé. DX là của cái chức năng của bên băng sóng chung. Đấy. Ở nhà biết đấy là đây có một anh chàng người yêu làm giám đốc ở trên thành phố. Vâng, tôi để ý rằng là hai mẹ con rất là hả hê. Vâng, kể cả là mình ông cậu nữa. Vâng, rất là hả hê với cái quả gọi là đầu tư. Cái quan trọng hơn nữa rằng là khi đã cái đèn này thì các bác để sử dụng khi tối các bác nhé. Đây như mình bấm vào đây này thì nó sẽ tối, nó sẽ sáng lên. Đấy, nó sáng này có nhìn thấy chưa? Đấy, thì tối nó sẽ rõ hơn. Đấy, cái bóng đèn này thì tối nó sẽ rõ hơn. Ok, thì đó là cái tính năng của sản phẩm này. Tôi đã quay khá là chi tiết để cho các bác có thể là mình xem một cách rõ ràng nhất, bởi vì là rất mong muốn rằng các bác khi bỏ đồng tiền ra mình mua được cái sản phẩm này thì mình cũng phải xem được sản phẩm nó rất là kỹ lưỡng. Và trước khi tôi test sang qua bên kia thì tôi sẽ test bằng cách là quay khá chi tiết gần để cho các bác tiện theo dõi nhé. Đây, tôi sẽ quay lại lần nữa này các bác này. Rất mong muốn là các bác nhìn được chi tiết hơn. Đây các bác có thấy không? Mặt em nó đúng là mặt hoa da phấn chưa?
nhiều chục năm đến mà còn giữ được như thế này, các bác nhìn thấy chưa? Từ cái sóng ra không tì vết luôn, trong vắt. Đấy, mặt sóng các bác nhìn thấy không một tí vết nhỏ luôn. Tôi rất mong muốn là quay ban ngày để các bác có thể nhìn một cách nó tường tận hơn. Tôi không thích quay ban tối, bởi vì là ban tối các bác nhìn nó lem nhem, nó không chính xác. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Mặt nó đẹp thế này cơ mà. Đấy, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và những cái con này rất là xứng đáng để các bác sưu tầm, rất xứng đáng luôn. Và những dòng này thì tôi đánh giá là cái chất lượng sóng rất là khỏe các bác nhé, rất khỏe. Sóng rất khỏe, không được nhất là một là lần hai lần. Thưa quý vị, và nay Thái Bình có trên 340. Đây Thái Bình các bác này, tuổi chiếm 18,7% dân số. Đây là bắt ở cái đài tỉnh bên cạnh các bác nhé, tỉnh bên cạnh. Đấy. Đây. Các bác thấy không? Em nó đẹp như thế này. Con này trên kênh bán rất là nhiều rồi, rất là nhiều rồi, và cũng rất nhiều phân khúc tầm tiền khác nhau. Những con có phân khúc đẹp thì nó đều phải từ hơn 4 triệu trở lên. Các bác lưu ý là những cái con phân khúc đẹp. Còn những em này nó liệt trong cái dòng hoa hậu, thì lát nữa tôi sẽ có cái đoạn cuối tôi sẽ tháo các bác xem. Ok, đó là em này các bác nhé. Tôi xin phép được test sang em bên cạnh này. Đây ạ. Các bác để ý tinh, tất cả những em này đều là em full 108 hết nhé. Bắc Liêu, 66 tuổi ở Bắc Giang ạ. À. Alo, xin chào Bắc Liêu ạ. Rồi, xin chào bác sĩ. Dạ, vâng ạ. Ở các khu vực này. Và chính vì thế, như tôi bây giờ chẳng hạn, ví dụ đầu tư vào lát đột biến chẳng hạn, và mọi người cứ nói đùa với nhau đấy. Nhưng tôi thì tôi chỉ có cái châm ngôn là như này. Tôi không hiểu thì tôi không làm. Tôi đang nhận ra ở đây rằng hai ông bà dù người ta cụ ốm đau mà không có người và hấp thụ lượng lớn carbon khỏi khí quyển. Ngập mặn dù chỉ chiếm 1%. Ok, đó là cái sóng FM đấy, là full hết đài các bác nhé. Hai em này đều là FM full 08, và nếu như tôi đánh giá thì hai con này đều đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu nguyện vọng của các bác chơi đài, đó là bắt được các cái đài trong nước, hoàn thiện hết tất cả đài trong nước, và ngoài ra thì có bắt được các cái dòng đài hải ngoại, tức là qua sóng ngắn các bác nhé. Thì hai em này đều bắt đài hải ngoại. Em này thì băng sóng ngắn nó nhiều hơn chút xíu, tức là nó có đến thêm 3-4 băng sóng ngắn nữa các bác nhé. Đấy, thì là nó thêm được một số băng sóng ngắn nữa thì để nó bắt được một số các cái đài mà nó phát ở trên các cái tần số nó khác, nó rộng hơn chẳng hạn thế. Bởi vì sóng ngắn thì như các bác biết là những cái con mà nó có một băng sóng ngắn thì nó đã bắt được khá là đủ rồi các bác nhé. Tức là nó sẽ bắt được từ 25m đến 60m. Đấy. Thì trong cái đó thì cái con nhiều băng sóng ngắn này thì nó chỉ đến nó chia mỏng, nó chia nhỏ thôi các bác nhé. Nhiều băng sóng ngắn nó sẽ chia nhỏ ra để cho mình sử dụng nó thuận hơn. Đây này, của nó là từ 1,6 đến 3,6m này. Xong là từ 3,6 đến 7,5 này, 7,5 đến 15 và 15 đến 30m. Đó, về cái cơ bản thì nó cũng na ná nhau, nhưng nó sẽ chia nhỏ ra. Nhiều băng sóng ngắn thì nó sẽ chia nhỏ ra để một số các cái đài nó ở mức độ phát tần số nó hẹp quá thì nó vẫn thu bình thường. Đây là những cái băng mà nhiều sóng ngắn các bác nhé. Đây, tôi sẽ test sang cái băng tiếp theo. Em rồi, băng sóng chung. Đây, băng sóng chung các bác nhé. Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường Bình Định. Đối với rừng ngập mặn thì chúng ta có thể làm rất nhiều. Anh em cùng gia đình mình hôm nay anh vừa làm việc với lãnh đạo huyện xong, anh nhận được thông báo từ công ty là có đối tác hẹn lịch làm việc gấp vào cuối giờ chiều. Xong ra đàn. Chuẩn vẫn là tiếng là chuẩn ngay. Vâng. Thế mấy giờ anh phải đi ạ? Chắc là một lúc nữa anh phải về không muộn. Anh là giám đốc công ty nên là không thể vắng mặt khi làm việc với đối tác, em hiểu không? Vâng, em biết rồi. Hai em này thì em 1180 này thì cái loa bát nó to một chút xíu các bác nhé. Nó to một chút xíu, ví dụ như một con 10 phân, con 12 phân nó sẽ to hơn. Đấy.
Về mức độ công suất thì tôi để ý thì trên thân nó ghi cũng là lá nhau, nhưng mà cái miệng con này to hơn. Đâu rồi? Đó là sóng chung và FM các bác nhé. Đây, con sóng ngắn này các bác này. Đó, các bác sóng ngắn của nó các bác nhé. Bắt được hết luôn. Không có lỗi cái nào hết các bác nhé. Đều bắt bình thường hết. Đó. Ok. Rồi, tính năng thì được test hết rồi các bác nhé. Tính năng được test hết rồi. Đây, thì xin mời quý vị cùng. Tôi xin phép được mở ruột ra. Thì các bác cũng bớt chút thời gian. Thực ra các bác toàn những người ở xa. Tôi cũng rất mong muốn là mở ruột để các bác được xem nó kỹ càng hơn. Chỉ có cái em này thì chưa có tháo ốc rồi các bác nhé. Đấy, này chưa có tháo ốc thôi, còn em kia tháo ốc rồi. Thì tôi xin phép được tháo nhanh, nó cũng chỉ có 4 ốc thôi. Cũng mong muốn là các bác là những người ở xa thật sự thông cảm, để cho những người người ta mua, người ta bỏ ra đồng tiền nó phải xứng đáng. Bởi vì là rất nhiều các bác ở xa là băn khoăn là không biết được là cái con nó ruột gan bên trong nó ra làm sao, trông bên ngoài bóng bẩy như thế thì liệu bên trong nó có đẹp không. Đấy, thì cái đó cũng rất là cái nguyện vọng chính đáng thôi. Bởi vì là rất nhiều những bác thì mong muốn là xem cái gì phải xem kỹ. Bởi vì là mình mua những sản phẩm tinh tế chứ không phải mua chỉ để nghe không thôi, mình mua còn để sưu tầm. Các bác cũng không mong muốn rằng là để một cái đài ở trên một cái tủ đẹp, một cái bàn đẹp như vậy mà bên trong ruột gan của nó thì nó như cái thùng rác, thì cũng không mong muốn. Tất nhiên thì không phải chỗ nào người ta cũng làm được hài lòng các bác hoàn toàn như thế. Bởi vì là tôi đã nhấn mạnh rồi, bảo dưỡng thật kỹ thì nó mới sạch sẽ được, còn không có thì nó cũng không thể sạch được đâu. Đây, các bác có thể xem một cách khá cặn kẽ. Tôi mong muốn là các bác bỏ đồng tiền ra thì các bác xem cái quy trình bảo dưỡng ở đây nó có ok không. Và tôi sẽ tháo cả hai con các bác nhé. Được cái thì tháo cũng rất là dễ tháo. Giờ tôi đã tháo sẵn một con rồi, tháo sẵn ốc rồi, nên vấn đề tháo ra rất là nhanh, rất là dễ. Thôi thì mình mất tí thời gian, nhưng mình mua cái sản phẩm thì mình cảm thấy yên tâm, mình bỏ đồng tiền ra mình cũng không phải băn khoăn, không phải lăn tăn nữa. Đó là cái rất là phù hợp, rất là chính đáng thôi. Đây, ok, hai sản phẩm đã được tháo rồi các bác nhé. Đây, tôi sẽ cho các bác xem để các bác sẽ thấy được tại sao nó chất. Đây, đầu tiên thì các bác có thể thấy ngay em này đúng không ạ? Tôi sẽ tháo một cái dây nhỏ ra, cái này lủng rắc thôi. Ok, rút rồi. Đây, các bác có thể thấy đây. Các bác lưu ý là tôi rất nhẹ nhàng cẩn thận, không mà để sất sức các bác nhé, để rất nhẹ nhàng luôn. Ok, đây các bác có thể thấy đây. Đầu tiên thì nói về cái loa, đúng không? Mình đánh giá cái loa trước này. Đây, các bác có thấy đây. Em này loa của nó bao nhiêu đây ạ? 12 phân đúng không ạ? Và công suất của em nó không ghi, rất tiếc là không ghi. Đó. Và em này thì là 10 phân, các bác thấy không? Nhưng công suất cũng ngang nhau. Đây, các bác thấy không? 10 phân. Đó. Hai em này về công suất loa và củ loa bằng nhau. Nó chỉ khác là một em là 12 phân, một em 10 phân. Đây, các bác có thể xem từng con một chi tiết đấy. Tại sao dòng này nó hay? Bởi vì nó chạy 100 chăn to các bác nhé. Đấy, máy nó rất đẹp đây. Và đây là tụ xoay không khí các bác này. Cái tụ xoay này thì nó là bền vĩnh cửu luôn. Đấy, và hai em này đều là chạy tụ xoay không khí các bác nhé. Cái tụ xoay không khí, tại sao gọi là tụ xoay không khí? Khí nó tức là hai cái lá cách của nó, hai lá cách của C1, C2 của nó là hoàn toàn chỉ bằng không khí. Tức là nó không có cái lá cách bằng cái lá nhựa các bác nhé. Chính vì vậy nó không bị lão hóa. Thế còn những cái dòng tụ xoay bé nó sẽ làm cái lá nhựa giữa hai cái lá cách đấy, thì lâu ngày nó sẽ bị vụn ra, nó bị lão hóa các bác nhé. Thì là cái đấy nó hay bị hỏng hơn. Còn cái này nó gọi là vĩnh cửu. Tụ xoay không khí là dòng tụ xoay vĩnh cửu, không bao giờ bị lão hóa. Đây là cái đặc biệt để các bác lưu ý nhé. Đây, loa nó mới này các bác này, thấy chưa? Máy trong nó đẹp này mà. Đấy, bảo dưỡng nó phải kỹ như này. Các bác nhìn tinh chưa? Đây này, không hạt cát nhỏ luôn ạ. Thấy chưa? Đấy, mình bảo dưỡng nó phải như thế này cơ mà. Tháo rời hết các chi tiết ra bảo dưỡng chứ không phải cái chuyện là lau chùi bụi bặm như một số
các bác vẫn thấy một số chỗ người ta làm rồi, đây là rất sạch sẽ luôn. Đấy, đây em này cũng vậy các bác này, thấy chưa? Đấy, nó sạch tinh hết thế này cơ mà, làm gì có tí bụi bặm nào. Đấy, không một tí tì vết bụi bặm nào. Ok, hai sản phẩm cũng được tháo chi tiết rồi, và hai em này thì là một trong những dòng hoa hậu các bác nhé, hoa hậu. Chính vì vậy các bác muốn mua những em hoa hậu này thì các bác liên hệ với shop để shop có cái hướng hỗ trợ cho các bác hình thức về giá những cái dòng hoa hậu và những dòng đẹp xuất sắc, để các bác cân nhắc giữa cái giá thành của nó. Nó cũng không chênh nhau quá nhiều, những con đẹp xuất sắc và những con hoa hậu đâu đó lại chênh nhau khoảng vài trăm nghìn thôi. Đấy, thì cũng là một cái rất là xứng đáng để các bác lựa chọn hoa hậu cũng như là lựa chọn những cái dòng đẹp xuất sắc là tuyệt vời rồi. Đấy, ngoài ra thì trung tâm có những cái dòng bình dân, dòng phân khúc giá hợp lý cho những các bác nào chỉ là để nghe thôi. Mình có thể có những cái khiếm khuyết nhẹ thì các bác vẫn chấp nhận được, thì mình để nghe thì có rất nhiều những con như vậy, thì đâu đó cái giá thành nó tầm khoảng độ trên dưới 3 triệu các bác nhé. Còn những cái dòng là dòng phân khúc hoa hậu rồi thì đương nhiên là giá sẽ cao lên. Thế còn có cái giá cụ thể nào thì các bác liên hệ nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác ạ.